Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hey. Dear. Và kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là sinh nhật của đôi bạn trẻ. Tại sao có sinh nhật? Sinh nhật là mình kỷ niệm cái ngày mình sinh mình đẻ ra. Mình sinh để mình đẻ ra là nhờ ai? Là nhờ ba má. Mà muốn có ba má là phải có ông bà. Muốn có ông bà là phải có tổ tiên, gom lại là cửu quyền thất tổ. Và hôm nay như ngày sinh nhật của đôi bạn trẻ, xin đôi bạn trẻ hãy cắn đôi cây cà rem, thổi nến và cầu nguyện. Dạ. Hôm nay nhân ngày mới đẻ, quán em không có bánh kem, chỉ có hai cây kem lẻ tặng đôi bạn trẻ. Ăn cho nhiều điều mới mẻ, để cuộc đời đừng buồn tẻ. Dạ. Dạ. Đùng đoàn 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 đùng 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 đoàn đoàn đoàn. Hết, không, cái này nó nổ nhỏ mà cái miệng chị nổ lớn quá. Dạ, nổ vậy mới vui á. Dạ. Biến sát bên lỗ tai rồi đùng đùng đoàn đoàn á kìa. Dạ. Vui dạ. Dạ. Tiếp tục là màn thổi đèn cầy. Thổi đèn cầy. Ừ. Dạ, thổi đèn cầy và cầu ước nguyện. Dạ, hai anh chị có ước nguyện gì cứ nói rõ tụi em nghe. Dạ, 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 chị cầm giùm em cái. Dạ. Em cầm. Dạ, em muốn ước nguyện á là cái anh đứng ở bên tay trái của em và cái chị đứng bên tay phải biến mất khỏi mắt em. Hơ, biến. Lời ước nguyện sẽ thành sự thật. Khỏe rồi. Ủa sao kỳ vậy? Ủa chưa vô hả? Dạ. Sinh nhật mà đi vô buồn. Sao tụi em, cái chương trình của tụi em làm chưa xong mà tự nhiên ước mong cho tụi em đi vô vậy? Anh chị vô duyên quá. Trời đất ơi, cái này đã sinh nhật hồi nào? Ai nói sinh nhật vậy? Ủa chứ cái này là gì? Trời ơi, cái hôm nay là hai đứa tôi đến đây á, là đãi cái bữa tiệc nho nhỏ này là lễ kỷ niệm tình yêu 3 ngày tụi tôi yêu nhau. Đúng hả? Rồi. Mới 3 ngày yêu nhau hả? Yêu nhau 3 ngày rồi. Này là lễ kỷ niệm hả? Anh. Sao bà nói tôi sinh nhật? Sinh nhật, quán có sinh nhật mà. Bố ông chủ nói hôm nay có ngày sinh nhật mà. Đó, thì ngày sinh nhật. Để em tìm thử coi. Đúng không? Đâu. Nè. Đây. Ừ. Sinh nhật. Hai đứa bé sinh đâu? Cũng là ngày thao nâu. Bà sinh đôi. Bà nghĩ sao? Minh ít Minh Y sinh đôi. Bà cười. Bà trả lại kem nè. Dạ không sao, dạ không sao. Lỡ rồi ăn mòn kem rồi chứ còn kêu trả là nữa. Dạ em xin lỗi hai anh chị. Nói chung là cái này là cũng lỗi lầm của em. Nhưng mà không sao. Hôm nay cũng là nhân dịp kỷ niệm hai anh chị ngày mới quen nhau. Trời, người ta nói một câu: xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui. Còn hai anh chị: cam cam đỏ đỏ cho em nhỏ nó chói. Vô duyên. Văn chương vậy cũng nói. Trời ơi. Dạ. Chị ơi. Hả? Cái áo của chị đẹp quá à. Áo đẹp. Rồi, đẹp không chị? Cái áo nó may mấy cái tay bèo dư dải là nhìn dễ thương cơ. Dạ. Kiểu mới á chị. Đúng rồi. Tí nữa chị ăn xong á, chị lấy cái tay bèo này nè, chị chùi miệng chị, khỏi tốn tiền kêu khăn. Trời đất ơi, sao tôi đổ mồ hôi hột cái quán này quá ta. Sao mà. Đi vô luôn. Vô luôn. Bà gì? Đi. Bà đi tới sáng chưa ra tới đầu ngõ nữa. Tôi không hiểu sao mà ông chủ nhận bà này chứ. Sao dạ xin lỗi anh chị. Vô không có. Không có, tại vui vẻ, vui quá thành lại vô duyên vậy đó. Vui. Dạ. Có gì quán em xin đại diện quán vui vẻ em xin lỗi anh chị ha. Dạ hôm nay là kỷ niệm mà ngày anh chị quen nhau. Dạ. Tôi thấy hai anh chị xứng đôi vừa lửa quá. Tôi nhớ tới một câu chuyện. Một câu chuyện này của một đôi tình nhân trẻ. Tình yêu của họ thật là lãng mạn. Chuyện của họ là như thế này. Thank you.
tới rồi mình ơi. Tới rồi hả? Ừ. Mình ơi, đây là cái hàng rào kỷ niệm mà cách đây 40 năm về trước tôi và mình quen nhau tại đây. Đúng, cách đây 40 năm cũng tại nơi này mình trao cho tôi nụ hôn đầu tiên. Chính vì vậy, để kỷ niệm ngày cưới, mình mới biểu tôi chở mình tới đây để... để trao lại nụ hôn ngày xưa. Được không mình? Được thôi. Mạnh liệt quá. Còn anh? Em. Ủa gì kỳ vậy? Em. Trời ơi, không ngờ cái nụ hôn của mình nó tê tái hơn nụ hôn cách đây 40 năm về trước á. Tê tái cái nỗi gì? Tê chính luôn thì có. Cách đây 40 năm cái hàng rào này không có điện. Bây giờ họ để điện. Vậy nãy giờ mình bị điện giật. Nói nghe nè. Qua cái câu chuyện của anh kể á, dạ, tôi thấy đâu có trẻ gì đâu. Hai người già ngắt à. Hai già không à? Ừ, đâu trẻ. Mặc dù họ già nhưng mà tình yêu của họ trẻ. Mắc cười quá. Đó, hai anh chị thấy chưa, người ta yêu nhau cho tới già mà người ta vẫn chưa chịu chết đó. Bà vô duyên. Chuyện đám vui vậy, cái gà vô có chết à. Quán mình quán vui vẻ, kiếm gì vui vẻ lên. Dạ. Nãy giờ em cũng xin lỗi hai anh chị là em không biết hôm nay ông ứng bà hành gì mà em quá vô duyên đi. Mọi ngày quán của em là quán vui vẻ nên em phải kể chuyện vui. Lúc nãy em kể toàn chuyện vô duyên thôi, bây giờ nhân kỷ niệm hai anh chị quen nhau 3 ngày em sẽ có một câu chuyện tình yêu dễ thương lắm. Được không? Dạ được. Kể kể nghe. Đừng vô duyên nha. Dạ, cái này chuyện thiệt của nhỏ bạn em á. Hứa nha. Em ơi, cho anh giải thích một lời đi em. Buông ra. Cho anh giải thích một lời đi em. Mình chia tay đi. Tại sao là phải chia tay anh chứ? Tại sao hả? Anh quen với tôi, giờ còn lăng nhăng với những cô gái khác nữa là sao? Được, anh thề. Anh xin thề rằng trên đời này anh chỉ yêu mình em mà thôi. Không có, anh ngứa con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải, cả hai mắt anh đều giật, giật quá giật luôn à. Chia tay đi. Yến, được, anh sẽ chở em đi chơi để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em. Đi. Hướng này nè. Tiếng vọng là khi mà mình nói cái tiếng gì ra thì mình sẽ nghe cái tiếng nó vọng lại. Chẳng hạn như là em kêu trời ơi thì em sẽ nghe vọng lại là trời ơi, 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 trời ơi. Ê, nghe thú vị quá. Hay là em với anh thử tiếng vọng đi. Thôi, đây là trò trẻ con mà. Thôi, chơi đi. Đi, anh dẫn em đi chỗ này chơi vui hơn. Thôi mà. Em muốn anh thử tiếng vọng. Thôi. Không thử phải không? Chia tay. Thử nè.
Nghe nè, đồ nó lâu. Không nghe gì hết trơn. Thôi anh làm lại đi. Thôi. Làm lại đi. Thôi mà đừng bắt anh làm lại nữa mà em. Tôi cho anh một câu hỏi á, anh nói câu nào có ý nghĩa nhất đi. Được, anh thử lại cho em coi nữa nè nghe. Ừ. Anh yêu em nhất trên đời. Đồ nó lâu. Đồ nó lâu. Thấy chưa? Tôi rõ bản chất của anh rồi thấy chưa? Đồ nó lâu. Tiếng giọng hả? Giọng nè. Chị tay. Em anh yêu em nhất trên đời. Vui. Quá vui vẻ, quá vui vẻ. Nhân dịp câu chuyện này vừa rồi rất là vui, em sẽ kể một câu chuyện vui hơn nữa. Cũng giống như anh chị là tình yêu 3 ngày. Tôi đã nghe rồi.